Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Tập 66 Người Giả Lão Hòa Thượng tịnh Không Thân tuy là giả Không phải là thật Chúng ta không thể thiếu nó Nhà Phật thường nói Mượn giả tu thật Chúng ta phải mượn cái thân giả này tu cái chân tánh Không có cái giả này thì vẫn không được Cho nên nó hữu dụng Bằng tận lực mà sử dụng nó Không chướng ngại Không được chấp trước đó Việc này ngày trước tôi giảng kinh thường nói qua Chúng ta ở thế gian này Tất cả dạng vật chúng ta nên có quyền sử dụng không nên có quyền sở hữu quyền sử dụng hữu dụng quyền sở hữu là chấp trước không cần phải sở hữu của ta ta cũng dùng được thì tốt rồi cái giảng đường này chúng ta ở nơi đây giảng kinh chúng ta ngồi ở nơi đây chúng ta có quyền sử dụng quyền sở hữu là cư sĩ lâm không phải của chúng ta Đối với thân thể này cũng vậy Không nên chấp trước cái thân này là ta Không nên thương yêu nó quá đáng Chăm sóc nó nhiều quá Thì sai rồi Ta phải lợi dụng nó Phải sử dụng nó Ta quyết không chấp trước đó Sau đó xả thân, thọ thân Bạn liền được tự tại cho nên phật dạy cho chúng ta phương pháp tốt vậy bạn thường phải quán sát quán thân bất tịnh cái thân này không phải là thứ trong sạch không phải là thứ tốt bạn trân trọng nó như vậy thương yêu nó đến như vậy để làm gì vậy sai rồi việc thứ hai về chúng ta quán thọ thì khổ thọ là gì vậy hưởng thọ người ở singapore đều có phước đây là đất phước Trên thế giới có rất nhiều nơi Con người đang chịu khổ nạn Người ở nơi đây Thì cơm áo đầy đủ Bạn tỉ mỉ mà nghĩ xem Bạn ngày ngày hưởng thọ Bạn vui hay là khổ Cũng không tệ, sức ăn vui bạn không biết được thật khổ tại sao vậy bởi vì ba bữa cơm bạn ăn được rất no cơm rau đều ăn được rất vừa miệng rất vui một ngày không cho bạn ăn cơm đói đến khổ sở cái khổ liền đến do đây có thể biết ba bữa cơm là thuốc là cứu khổ bạn thiếu một bữa thì khổ rồi thiếu hai bữa càng khổ bạn mới biết được Hưởng thọ của bạn là khổ Tại vì sao bạn không cảm giác được khổ Là bởi vì Đến lúc thì bạn liền uống thuốc Làm cho cái khổ đó bị che mất Thì bạn không cảm thấy được khổ Khi một lần thuốc đến trễ Thì khổ liền đến ngay Bạn vẫn không giác ngộ Hưởng thọ của thế gian Chỉ có khổ không có vui. Cho nên nói với bạn, khổ là thật, vui là giả. Vì sao nói vậy? Vui sẽ biến thành khổ, vui chính là giả, khổ không thể biến thành vui, cho nên khổ là thật. Bạn lấy ăn cơm để nói. Bạn ăn một chén rất vui thích, ăn cảm thấy ngon, ăn hai chén cũng rất vui thích. Liên tục bảo bạn ăn 10 chén, 20 chén thì bạn liền khổ. Bạn thấy chẳng phải vui lập tức biến thành khổ rồi sao? Bụng đói thì rất khổ, đói một ngày thì khổ. Đói hai ngày càng khổ, đói luôn 10 ngày, 20 ngày. Chỉ có khổ kéo dài. Tuyệt đối không thể nói đến một lúc nào đó thì vui. Không hề có việc này. vui là giả khổ là thật bạn chính mình phải cố gắng và nghĩ tưởng lời phật nói không sai một chút nào quán thọ thì khổ quán tâm vô thường tâm là gì ý niệm ý niệm bảy trên tám dưới Cho nên người thế gian qua lại Ây da Bạn hiểu rõ giác ngộ rồi Là hư tình giả ý Không có gì là thật Xin nói thật lòng với bạn Đối tốt được với bạn thế nào Thương yêu bạn đến đâu Qua hai ngày thì thay đổi Trong tâm lập tức liền biến đổi Cho nên nếu bạn hiểu rõ rồi Nghe lời Phật nói giác ngộ rồi Họ nói tốt mỉm cười Biết là giả không phải là thật Họ nói không tốt cũng là giả Cũng không phải là thật Vô thường không thật Đây đều là nói đến chân tướng sự thật Đó là phàm phu Chư Phật Bồ Tát Tâm của họ là chân thường Gọi là chân tâm thường trụ Cái đó thì vĩnh viễn không thay đổi phàm phu mê hoặc điên đảo làm gì mà không thay đổi. Thiên biến vạn hóa. Chính mình cũng không làm chủ được chính mình. Thì làm gì? Có bảo đảm? đối với người khác làm sao mà đáng tin việc thứ tư phật dạy chúng ta quán pháp vô ngã ngã là gì vậy chủ tể trên kinh hoa nghiêm đã nói qua tám loại ngã chủ này thì không cần nói thêm nhiều ý nghĩa chủ yếu nhất trong tám loại này chính là chủ tể. Tất cả dạng vật đều không thể làm được chủ. Đều là đang biến hóa. Người, động vật, có sanh lão bệnh tử. Thực vật có sanh trụ gì diệt, khoáng vật có thành trụ hoài không. Tất cả dạng vật không có tự thể. Tất cả dạng vật đều không thể thường trụ đó gọi là vô ngã phật dạy cho chúng ta bốn loại quan niệm cơ bản này bạn phải thường hay quan sát như vậy đối với vũ trụ nhân sanh bạn liền khai trí tuệ đây là chúng ta nói bạn đã nhìn thấu sau khi nhìn thấu liền có thể buông bỏ Buông bỏ là gì vậy? Tứ chánh cần, tứ như ý túc. Túc là gì vậy? Đầy đủ. Tri túc, thường lạc. Phật thì hiện cho chúng ta. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời. Nhu cầu đời sống của Ngài Ba y một bát Khất thực nuôi cái thân này. Nửa ngày ăn một bữa. Dưới gốc cây ngủ một đêm. Ngày biết đủ. Tứ như ý túc. Bốn điều này hợp lại mà nói chính là biết đủ thường vui. Ngay trong đó có tứ chánh cần. Tứ chánh cần là dạy chúng ta thái độ đối nhân sự thế ngay trong một đời này nguyên tắc đối nhân sự thế chánh là chính xác cần là phấn đấu bốn loại chánh đáng phải nên phấn đấu mà làm một cái là đoạn ác một cái là tu thiện phật dạy chúng ta ác đã tạo phải mau đoạn dứt ác chưa tạo thì quyết định không nên tạo tác hai điều này là đoạn ác cái thiện đã làm cái thiện này phải nỗ lực mà làm cái thiện chưa làm thì phải mau phát tâm hai điều này là tu thiện cho nên tứ chánh cần hợp lại mà nói chính là đoạn ác tu thiện ngày nay chúng ta được thân người ở nhân gian này sống qua được mấy mươi năm Ngày tháng của mấy mươi năm Phải nên trải qua như thế nào Phật chỉ điểm cho chúng ta nguyên tắc Đoạn ác tu thiện Mà Thế Tôn Cũng thị hiện tấm gương này cho chúng ta xem Chúng ta xem thấy được Trong truyện ký của Phật Đà Trong Đại Tạng Kinh Có Thích Ca Phương Chí Có Thích Ca Phổ Người xưa viết Đây là Truyện ký cổ xưa nhất của Thích Ca Mâu Ni Phật Cái đời Ngài thì hiện cho chúng ta xem 12 điều phía trước Đích thực Ngài đã làm được Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc Ngài thật đã làm được Vì nếu chúng ta muốn niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc, nếu bạn muốn công phu có lực, bạn cũng phải đem ba khóa mục, 12 câu này, làm cho được. Bạn tu hành có gốc, có cái nền móng rồi, công phu của bạn mới có lực. từ nơi nền tảng này mà nâng lên mới là ngũ căn ngũ lực ngũ căn ngũ lực là xây dựng trên nền tảng cơ bản này chúng ta xem thấy trên kinh a di đà người học của thế giới tây phương cực lạc cũng chính là nói những người của mười phương thế giới giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Còn tu cái gì? Trinh Kinh nói Ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần Bốn điều phía trước không hề nói Bốn điều phía trước không dùng Họ đều có rồi, nền tảng đều có rồi Đến thế giới Tây Phương cực lạc căn lực bồ đề phần bát chánh đạo vẫn phải làm tiếp tục 37 phẩm trợ đạo này Đại sư trí giả của thiên thai nói rất hay Người thông thường Đều đem nó xem thành giáo nghĩa của tiểu thừa Cách gì này là sai lầm 37 phẩm trợ đạo là thông cả tiểu và đại thừa Đây là pháp cơ bản trong Phật Pháp Không luận đại thừa tiểu thừa hiện giáo, mật giáo, tông môn, giáo hạ. Thầy đều phải tu, quá trình chung nhau. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng. Đại sư trí giả đem 37 phẩm dùng phương thức bốn giáo tạng thông biệt duyên giảng giải. Chúng ta Mới hoác nhiên đại ngộ Mới thấy ra 37 phẩm Là Pháp Luân Diên Mãn Của nhà Phật Bao gồm tất cả Pháp Ở trong đó Nó là tổng cương lịnh của Phật Pháp vậy thì bây giờ chúng ta trở lại trong kinh văn giảng niềm huệ lực chính là ngũ lực ngũ lực cái thứ nhất là tính trước phải có gốc mà sau đó cái gốc này mới sanh ra sức mạnh vậy chúng ta muốn hỏi tính của chúng ta có gốc hay không ngày nay nghe được niệm phật tốt ngày mai lại nghe một người tham thiền tốt tâm của bạn liền dao động ngày sau lại nghe một người trì chú tốt lại muốn đi trì chú tính của bạn không có gốc giống như lục bình trôi trên sông vậy trôi theo dòng nước không có gốc cái tính này làm sao mà được tính tâm như vậy không thành được việc gì vì sao lòng tin của họ không có gốc không làm tốt được ba khóa mục trước tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ như ý túc không xây dựng tốt được nền tảng này lòng tin không có gốc nếu như bạn làm hết được 12 câu phía trước lòng tin của bạn liền có gốc vì sao vậy nhận biết rõ ràng xử lý nhân quả tất cả pháp đều có thể tường tận biết được đoạn ác tu thiện biết được biết đủ thường vui tâm của bạn liền định cho nên lòng tin của bạn mới có gốc gốc đang thêm lớn làm thế nào thêm lớn thân cận thiện tri thức thân cận bạn lành đọc tụng đại thừa mỗi ngày nghiên cứu thảo luận lý càng nghiên cứu càng rõ ràng thế là lòng tin của bạn liền có sức mạnh quyết định không thể dao động Tự tính bạn mới có thể chịu tinh tấn cái chữ tấn là tinh tấn đặc biệt chú ý chữ tinh tinh là thuần mà không tạp một môn thâm nhập đây gọi là tinh tấn không được học quá nhiều không được học quá tạp Trong Tứ Hoàng Thị Nguyện nói với chúng ta Pháp môn vô lượng Thị Nguyện học Vì sao bảo chúng ta học một môn? Một môn này cùng vô lượng là một ý nghĩa Không có một chút mâu thuẫn nào Nói thế nào vậy? Tổ sư Đại Đức Nói với chúng ta Một kinh thông tất cả kinh thông Tất cả kinh không phải là vô lượng pháp môn hay sao Bạn thông một pháp môn rồi Bao gồm tất cả pháp môn đều thông Đi gọi là pháp môn vô lượng thể nguyện học Kinh này làm thế nào mới gọi là học thông có phải kinh này đều học thuộc gọi là học thông không, không phải vậy. Có phải đạo lý của kinh này đều hiểu hết mới gọi là thông không cũng là không phải. Vì sao gọi là thông? Mỗi một bộ kinh đều có giáo lý hành quả. Nhà Phật gọi là bốn kinh. Văn tự là giáo Đạo lý hàm nghĩa trong văn tự đó là lý. Lý là chân lý. Là chân như tự tánh. Trong đây lại có phương pháp tu hành. Đó là hành kinh. Giáo, lý, hành. Dung hòa thành một gọi là chứng. Như vậy bạn mới xem là thông. Đừng nói là tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm. Tất cả kinh là từ trong một cái lý mà nói ra. Thông thường gọi là giáo lý Ngày trước Khi tôi học giáo Với lão sư lý Lão sư lên dạy buổi học đầu tiên liền dạy tôi Ông phải học giáo lý Do lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu Ông nói với tôi Nếu như ông bắt tay vào từ giáo lý Tương lai tất cả kinh đều quán thông Giảm nhiều thời gian Như kỳ bất năng Nếu như bạn không có năng lực này Thì thoái nhi cầu kỳ thứ Bạn chú trọng giáo nghĩa Nghĩa cũng là lý thế nhưng nghĩa lý phạm vi nhỏ thông một tông không thể thông toàn bộ có thể thông một tông nó thuộc về nghĩa lý đây là thế tôn ngài ngay ban đầu dạy cho chúng ta phương pháp bạn có thể từ đó mà nhắm vào học tập sẽ rất mau không thể nói học một bộ kinh thì sẽ giảng một bộ kinh chiếu theo phương pháp của lão sư mà làm. Vậy không được. Có làm thế nào cũng chẳng qua mấy ghi âm. Mấy ghi âm thì không sót một chữ nào. Chúng ta có diễn đạt thế nào cũng không vượt qua được nó. Có theo lão sư học như thế nào cũng học không giống như mấy ghi âm. Trong đây có phương pháp. Thế nhưng không luận từ giáo lý hoặc là từ nghĩa lý cũng không phải người thông thường có thể làm được tâm phải chặt tâm phải chuyên tâm phải thanh tịnh còn phải nhiệt thành với phật pháp bạn cần phải chuẩn bị mấy điều kiện này mới được không đầy đủ mấy điều kiện này không được nghĩa lý cũng không làm được hay nói cách khác vẫn phải như phía trước nói niệm xứ chánh cần tứ như ý túc vẫn là phải có cái nền tảng này không có cái nền tảng này thì khó cho nên tôi giảng ba khóa mục này phía trước trong 37 phẩm trợ đạo, cách giảng của tôi không giống như người xưa. Người xưa giảng khó hiểu. Tôi đem tứ niệm xứ giảng là nhìn thấu thì mọi người dễ hiểu. Tôi đem tứ như ý túc giảng là buông bỏ, mọi người cũng dễ hiểu. Có như vậy bạn mới chân thật có được thọ dụng Chính tôi học Phật Thực tế mà nói Có lực là nhờ Đại sư chân gia Đó là khi vừa bắt đầu học Phật Đại sư Ngài dạy cho tôi sáu chữ Nhìn được thấu Buông được xuống Cho nên vì sao Tôi đến chỗ lão sư Lý học giáo Thì tương đối dễ dàng Là bởi vì phía trước Vì lão sư thứ nhất xây dựng cho tôi nền móng chuẩn xác cho nên biết được tinh tấn một môn thâm nhập thế tôn đói ra tất cả kinh ở trên lý mà nói pháp môn bình đẳng không có cao thấp bất cứ một bộ kinh bạn toàn tâm toàn lực dụng công ở trên đó. Bạn nên hiểu được không luận một bộ kinh nào mở ra đều có bốn phần giáo lý hành quả. Chúng ta làm thế nào học tập tính giải hành chứng tính giáo giải lý tu hành chứng quả thì bạn thông bộ kinh này bộ kinh này mà thông rồi thì tất cả kinh đều thông tất cả kinh chỉ cần vừa tiếp xúc vừa nhìn vừa nghe liền hiểu cho nên rất dễ dàng nếu như các vị hoài nghi nói việc này có thể sao tôi thấy rất nhiều đồng tu đều xem qua đạn kinh lục tổ đại sư huệ năng thiền tông triều nhà đường nói đại sư huệ năng không biết chữ cho nên không phải do ngài viết là do ngài giảng học trò của ngài ghi chép cho ngài đại sư huệ năng không biết chữ Thời gian học giáo của Ngài rất ngắn. Ngay trong một đời học giáo, Đại Khái ở ngay trong tưởng tượng của chúng ta nhiều nhất hai ba giờ vẫn chưa tới. Ngay trong một đời học giáo của Ngài nhiều nhất là hai ba giờ đồng hồ. Bạn thấy nửa đêm, ngũ tổ hoàng nhẫn bảo Ngài đến phòng, giảng kinh kim, kim Cang cho Ngài nghe. Giảng đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì Ngài liền khai ngộ Phía sau không cần giảng nữa Các vị phải nên biết Hai giờ đồng hồ đó của Ngài thật cừ khôi Ngũ tổ giảng cho Ngài là Giáo lý hành quả của Kim Kim Cang Khi Huệ Đăng Nghe giảng hai ba giờ đồng hồ Liền tính giải hành chứng Hai người đều rất cừ khôi một người biết nói một người biết nghe làm gì giống như chúng ta ở nơi đây dẫn nhiều năm đến như vậy vẫn không thể chứng quả bạn thấy đại sư huệ đan vừa sau khi chứng ngộ ngài liền thông đạt tất cả trong lúc ngài chạy nạn gặp được người thứ nhất là tỳ kheo ni vô tận tạng Cả đời vị tỳ kheo ni này thọ trì Kinh Đại Bác Niết Bàn Số lượng của Kinh Đại Bác Niết Bàn tương đối nhiều Có hai loại bản dịch Một bản dịch là 36 quyển Một bản là 40 quyển Phân lượng tương đối nhiều Tuy là đọc tụng Ngày ngày đọc không hiểu được nghĩa của nó Đại sư chạy nạn gặp được vị tỳ kheo ni này đem kinh đại bát niết bàn đọc cho huệ năng nghe sau khi đại sư huệ năng nghe rồi liền dặn dạy ý nghĩa trong đó cho cô ấy nghe tỳ kheo ni vô tận tạng cũng khai ngộ kinh này ngài không có học qua ngài vừa nghe liền hiểu chủ này chính là nói rõ một kinh thông tất cả kinh thông là sự thật cho nên chữ thông này là từ trong bộ kinh này minh tâm kiến tánh kiến tánh mới gọi là thông không kiến tánh không gọi là thông sau khi kiến tánh tất cả thế xuất thế gian pháp đều thông vì sao vậy tất cả pháp thế xuất thế gian Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Kiến tánh chính là thấy được Tâm tánh Thấy được thức tánh Cho nên thấy xuất thế gian Pháp Vừa tiếp xúc thì liền thông hết Thiền sư Pháp Đạt Đến Tàu Khê gặp lục tổ Thỉnh giáo với lục tổ khi gặp mặt đương nhiên là đảnh lễ lục tổ thấy ra được khi ông đảnh lễ đầu không chạm đất lục tổ liền hỏi ông ông nhất định có một chút bản lãnh đáng được kiêu ngạo đầu không chạm đất là kiêu ngạo đáng được kiêu ngạo liền hỏi ông có bản định gì ông nói ông đọc được ba ngàn bộ kinh pháp khoa, không tệ là có chút bản lệnh số lượng của kinh pháp khoa rất lớn đại khái một ngày đọc qua một lần hơn ba ngàn bộ là mười năm thì biết được ông đã đọc kinh pháp khoa mười năm đáng được kiêu ngạo lục tổ liền hỏi ông ý nghĩa của kinh pháp khoa thế nào ông không đoái ra được Pháp Đạt dập đầu sát đất thịnh giáo với lục tổ. Lục tổ nói, Kinh Pháp Hoa, tôi chưa nghe qua. Ông đọc cho tôi nghe. Thế là ông đọc từ đầu, đọc đến Phẩm Phương Tiện. Kinh Pháp Hoa có 28 phẩm, Phẩm Phương Tiện là phẩm thứ hai. Đọc đến phẩm thứ hai, thì lục tổ nói, không cần đọc nữa, tôi hoàn toàn hiểu hết rồi. Liên giảng cho ông ấy nghe, sau khi giảng rồi, ông cũng khai ngộ. Đây chính là nói rõ Một kinh thông tất cả kinh thông Cho nên giáo dục của Phật giáo Không giống như giáo dục của thế gian Ngày nay chúng ta dùng giáo dục thế gian Dùng cách đầy để học giáo dục của Phật thì đáng lo Đem kinh điển của Phật làm thành sách giáo khoa thế gian để xem thì hỏng rồi cho nên mục đích giáo học của phật pháp ở đâu vậy minh tâm kiến tánh vậy bạn khai ngộ không phải dạy bạn từng câu trong kinh này giảng như thế nào đoạn này giảng như thế nào không phải vậy sau khi bạn ngộ rồi kinh là sống bạn giảng thế nào đều được nói dài nói ngắn nói sâu nói cạn tất cả đều tự tại vậy không ngộ thì làm sao được cho nên tin nhất định phải tin tấn hai chữ này chúng ta nhất định phải nhận biết rõ ràng từ tin tấn có gốc sanh ra sức mạnh tin tấn sau đó mới đọc đến cái giai đoạn thứ ba là niệm niệm là gì vậy trong lòng thật có đó là niệm nhà phật thường giảng pháp môn tổng trì niệm chính là pháp môn tổng trì trong lòng có nguyên tắc có cương lĩnh nắm lấy nguyên tắc cương lĩnh chúng ta niệm phật cũng không ngoại lệ cũng là đạo lý này a di đà phật một câu kinh văn này một câu này đích thực là kinh văn một câu này cũng là chú ngữ pháp môn đại tổng trì trong câu này vô lượng nghĩa tổng quát tất cả pháp mà chư phật đã nói đều không rời gọi tổng cương lĩnh này đó là ý nghĩa của niệm sau khi nắm giữ được tổng cương lĩnh Tâm của bạn mới được định Tâm kiên định Hay nói cách khác Tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng hiện tiền Dòng niệm không còn Phân biệt không còn Chấp trước cũng không còn Thật đúng như trong Đảng Kinh đã nói vốn dĩ không một vật vào được cảnh giới này đó là cảnh giới của định Dù nhất vật là không có một dòng niệm nào khởi lên. Định có thể sanh huệ. Huệ có được rồi. Tất cả Pháp thế suốt thế gian tự nhiên liền thông đạt tường tận. câu đối này câu phía trước là nói hoàn nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng câu này là nói công phu của Bồ Tát Pháp Tạng công phu tu trì của người ta tính tấn niệm định huệ năm loại này sinh ra sức mạnh lớn phía sau gọi là tăng thượng kỳ tâm cho nên chỗ đầy giảng ngũ lực cùng thông thường chỗ các giảng ngũ lực ý nghĩa không như nhau nó là ngũ lực thù thắng chúng ta có thể đem thù thắng phía trước quán thông để xem thù thắng hạnh thù thắng nguyện niệm huệ lực thù thắng tán thắng như vậy mới hiển thị rõ ra ngoài cao tài dụng triết tính giải minh ký tất giai đệ nhất mới có thể hiển thị rõ ra được kiên cố bất động cái kiên cố này chính là nói hành cùng nguyện của ngài kiên định quyết định không dao động cho nên ngày mới có thành tựu không thể nghĩ bàn chúng ta muốn học thì phải ở ngay nơi đây mà học kiên cố chính là không khoái tổ sư đại đức thường nói với chúng ta giảng sanh thế giới tây phương cực lạc liền diên chứng tam bất thoái trong đi đặc biệt chú trọng diên nếu như chỉ riêng nói chứng tam bất thoái bồ tát sơ trụ liền chứng tam bất thoái thế nhưng muốn chứng được diên chứng gì thì không phải bồ tát sơ trụ sơ địa vẫn không được nói đến diên chứng chi ít cũng là bát địa, đó là phương tiện nói, chắc thật mà nói, diên chứng là Bồ Tát pháp dân địa, Bồ Tát đẳng giác mới có thể được gọi là diên chứng tam bất thoái. Cho nên trên kinh này một bậc nói với chúng ta, sinh đến thế giới Tây phương cực lạc đều là Bồ Tát a duy diệt trí. A duy diệt trí chính là viên chứng tam bất thoái. Người xưa chú giải cho chúng ta thất địa trở lên mới là A duy diệt trí. Cho nên kinh điển pháp môn này thực tế là không thể nghĩ bàn ngày nay chúng ta làm thế nào làm được thì hành nguyện của chúng ta cũng có thể kiên cố bất động quyết định không dao động một lòng một dạ dạng duyên buông bỏ trung thực niệm phật Đó là bạn kiên cố bất động Ngoài một lòng ngưỡng vọng Thế giới thì phương cực lạc ra Không một niệm thứ hai Bạn mới có thể làm đến được kiên cố bất động Sinh ở thế gian này Y theo nguyên tắc của Phật dạy Đoạn ác tu thiện làm ra tấm gương tốt cho thế gian. Không luận họ học Phật hay không. Đoạn ác tu thiện quyết định là một tấm gương tốt. Mà tiêu chuẩn của thiện ác cần phải rõ ràng. Phàm hệ lợi ích xã hội lợi ích đại chúng là thiện không lợi ích xã hội không lợi ích đại chúng chỉ lợi ích chính mình lợi ích đoàn thể nhỏ của chính mình đều là ác đó là phật ở trong kinh điển nói với chúng ta tiêu chuẩn của thiện ác Chúng ta hiểu rõ được cái tiêu chuẩn này. Ghi nhớ tiêu chuẩn này, y theo tiêu chuẩn này để tu học. Chúng ta có thể tưởng tượng ra được ở cái thế gian này, cái thế gian đa nguyên văn quá này. Tùy theo các chủng tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, thậm chí phương thức đời sống khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Tôi tin tưởng không một người nào không hoan hỷ đối với xã hội, đối với chúng sanh làm việc có lợi ích. Đây là việc nhất định có thể làm được. Quyết định không vì chính mình Mỗi niệm vì xã hội, vì nhân dân, vì chúng sanh. Tu hành tinh tấn. Hành. Đích chỉ. Hành vi sai lầm quá khứ. Đêm hành vi sai lầm tu sửa lại, gọi là tu hành. Ngày trước, chúng ta chưa tiếp xúc phật pháp không có người nói rõ cho chúng ta đại đạo lý của vũ trụ nhân sanh chân tướng của vũ trụ nhân sanh cho nên cách nghĩ của chúng ta sai lầm cách nhìn sai lầm cách đó cách làm của chúng ta đều sai lầm đó là hành vi sai lầm hành vi sai lầm chiêu cảm quả báo của sáu nẻo ba đường hành vi sai lầm biến hiện ra cảnh giới này hiện tại chúng ta tường tận giác ngộ rồi đem những hành vi sai lầm này tu sửa lại tiêu chuẩn chính xác và sai lầm chúng ta không thể không y theo phật pháp cho nên đối với phật pháp phải xây dựng tính tâm kiên định phật là người tái sanh Chúng ta không tin tưởng lời nói của người tái sanh Thì tin tưởng lời của ai Cho nên Phật nói Tất cả kinh Chính là tiêu chuẩn tu hành của chúng ta Tư tưởng kiến giải lời nói Hành vi của chúng ta Tương ưng với kinh điển đã nói Vì là tốt Là chính xác nếu như không tương ưng với kinh điển đã nói chúng ta chính mình phải giác ngộ chúng ta sai rồi sai rồi thì phải mau đem nó tu sửa lại đó gọi là tu hành cho nên tu hành các vị đồng tu phải ghi nhớ không phải mỗi một ngày đọc bao nhiêu bộ kinh niệm bao nhiêu danh hiệu phật dập đầu bao nhiêu cái không phải vậy đó không phải là tu hành cái cách làm đó có thể nói là gì tính giáo phật có bốn loại kinh giáo lý hành quả bạn chỉ có một cái phương pháp mà chính bạn tu hành thì sao tính giải hành chứng bạn cũng chỉ có một cái ta tính giáo lý không hiểu hành không tu tuy là ngày ngày đọc kinh niệm phật vẫn là nghĩ tưởng sang bậy vẫn là làm những việc tổn mình hại người chỉ làm những việc này không những trong phật kinh đã nói công đức lợi ích bạn không có được bạn vẫn là đang tạo nghiệp cho nên tính giáo không đủ phải hiểu lý lý giải rồi vẫn không đủ phải tu hành tu hành mới hữu dụng tu hành cho dù chưa chứng quả Quyết định bạn không đọa ác đạo Bạn là thật tu Công phu tu tập chưa đến nơi Đến nơi thì chứng quả Công phu chưa đến nơi Tuy không chứng quả Cũng chắc được phước báo trời người Việc này nhất định Có thể làm được Cho nên tu hành Ở ngay trong quá trình chúng ta tu tập Là có ba giai đoạn Giai đoạn thứ nhất là tính giáo Tin tưởng giáo huấn của lão sư Giai đoạn thứ hai là rõ lý Giai đoạn thứ ba là tu Giai đoạn thứ tư là chứng quả Phật nói ra giáo lý hành quả công phu của chính chúng ta là tính giải hành chứng đó là tinh tấn tinh tấn ở chỗ này cùng với tinh tấn của ngũ lực phía trước không như nhau đó là nói pháp môn thông nhau đây là nói chuyên môn bạn chọn ra một pháp môn bạn chọn ra một bộ kinh điển một môn thâm nhập tinh tấn ở đây là nói cái ý này ở ngay trong một đời tu học của chúng ta có thể có thành tựu hay không bốn chữ này là then chốt tu hành tinh tấn bốn chữ này là then chốt cho nên các vị nhất định phải tường tận nhà phật thường nói khai ngộ thường nói giác ngộ cái gì gọi là khai ngộ biết được tâm bệnh của chính mình thì liền giác ngộ thì gọi là giác ngộ đem tâm bệnh của chính mình sửa đổi lại thì gọi là tu hành thì gọi là công phu những danh từ thuật ngữ này không thể hiểu sai. Không thể nào hiểu sai lệch. Chúng ta phát hiện có không ít người nói đến tu hành. Cho rằng tu hành chính là ăn chay, ăn chay niệm Phật. Gọi đó là tu hành Đó là sai lầm rất lớn Ăn chay niệm Phật là kiểu dáng tu hành Có phải họ đang tu mà vẫn không biết Chân thật tu hành Chân thật có công phu Không nhất định chỉ ăn chay niệm Phật Pháp môn của nhà Phật quá nhiều Tám dạng bốn ngàn pháp môn Niệm Phật chỉ là một trong đó Không dùng phương pháp này Dùng phương pháp khác cũng là đang tu hành Cho nên nhất định phải lý giải chính xác Tu sửa tư tưởng Hành vi sai lầm của chúng ta Một môn thâm nhập Đó mới gọi là thật tinh tấn sau cùng vô năng du giả thực tế mà nói tu hành tinh tấn vô năng du giả hai câu này là tổng tán tán tháng bồ tát pháp tạng vô năng du giả ngay trong đồng tu không có người nào có thể siêu diệt ngài bẩm chất của ngài tốt người trung quốc thường gọi là thiên chất của ngài tốt ở trong phật pháp nói thiện canh phước đức của ngài sâu dày duyên cũng thù thắng gặp được thầy giáo tốt thiện canh phước đức nhân duyên ba thứ đều tốt thiền căn đơn giản mà nói giới đại pháp của như lai đã nói có thể tin có thể hiểu đây là thuộc về thiện căn phước đức là có thể hành có thể chứng đó là phước đức. Cho nên các vị liền hiểu được thế suốt thế gian phước báo đệ nhất đẳng là gì, tu hành. Tu sửa hành vi sai lầm của chính mình, đó là phước báo chân thật. một người chân thật tu hành chư phật hộ niệm chư phật như lai ngũ nhãn viên minh phía trước đã nói qua với các vị tận hư không khắp pháp giới thầy đều thấy được hết thầy đều nghe được hết chân thật phát tâm tu hành chư phật hộ niệm long thiên thiện thần ủng hộ Nghe đến những yêu ma quỷ quái Đều bội phục bạn Đều tôn kính bạn Bạn thật cừ khôi Họ không dám quấy nhiễu bạn Người chân thật tu hành Còn có yêu ma quỷ quái đến nhiễu loạn Thì bạn liền có thể nghĩ mà biết Công phu của bạn ra sao rồi Ngay đến yêu ma quỷ quái cũng xem thường bạn Công phu của bạn liền có thể nghĩ mà biết Người thật có công phu Yêu ma quỷ quái tôn kính bạn Cho dù quan gia trái chủ Cũng không dám nhiễu loạn bạn Những sự lý này Chúng ta đều không khó hiểu Cho nên ngay trong đồng tu không có người nào có thể siêu dược ngài nguyện hạnh của tỳ kheo pháp tạng chúng ta phải nên học tập mới chân thật là đệ tử di đà cái đạo tràng này hy hữu khó gặp giải hành tương ưng hy vọng các vị đồng tu phải biết mà trân trọng ngay trong một đời có thể gặp được không phải là ngẫu nhiên cũng giống như trong kệ khai kinh đã nói trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp cư sĩ bàn tế thanh đã nói vô lượng kiếp đến đây hy hữu khó gặp cho nên chúng ta gặp được rồi phải trân trọng cho dù có chút chướng ngại nhỏ cũng phải khắc phục không nên để trong lòng không nên bởi vì chút việc nhỏ này liền làm chướng ngại mất đi thắng duyên thù thắng Vì thì quá đáng tiếc cái điểm này chúng ta phải nhận biết rõ ràng hôm nay thời gian đã hết rồi a di đà phật cẩn dịch vòng tây cư sĩ địa chỉ email vòng tây cư sĩ a cầu gmail com người đọc phật tử thiện quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết bồ báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật